Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Ngoài đại trận của khu vực trung tâm Hắc Ngục, từ bỏ đi Dương Khai. Tất cả sự cố gắng của người đều là vô ích. Lên! Người lại bố trí trước nhiều thông minh châu như vậy ở nơi này. Ngươi đã di chuyển những người kia đi nơi khác rồi sao? Đúng vậy. Nếu giết không được thế thì chỉ đành đưa đi xa. Các mặc đồ bị hắc động thôn phệ đều đã bị ta dùng không linh châu để đưa đi xa, nhất thời sẽ không về kịp. Mặc dù có bố trí nhưng cũng khó chặn lại được xung phong cách tự sát của các mặc đồ. Không hay rồi. Không linh châu mà mình bố trí trước đã bị tiêu hao hết rồi, dung nạp gần 2.000 vị mặc đồ khai thiên cảnh, tiểu càn khôn của mình cũng sắp đến giới hạn rồi. Xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng khó mà chặn lại được con đường cầu chết của các mặc đồ, chỉ đành nghe theo ý trời. Cự long dài đến 2.000 trượng, tu vi của hắn lại đạt đến cảnh giới này rồi. Ơi, đừng quan tâm đến hắn, vì vinh quang của chủ chúng ta, sức mạnh của bản thân Dương Khai vì thu nhập quá nhiều mặc đồ mà bị ảnh hưởng, vì thế bất đắc dĩ, chỉ đành hóa thân thành cự long chi thần. Hắn đã vào đường cùng rồi. Nhiều mặc đồ xung phong lần nữa. 2.000 trượng mặc dù rất lớn, nhưng ở trong hư không cuồn cuộn lại vẫn là bé nhỏ. Mặc đồ thủy triều bình thường đều giống như nào đá ngầm ở trước mặt của cự long, phân thành hai luồng từ từ tản ra. Dương Khai, sao để cho bọn họ như mong muốn được? Rồng ngâm vang vọng, vang tận mây xanh. Tất cả mặc đồ đi về phía trước. Hình như trên đụng phải màn che vô hình ở tầng trên. Trong chớp mắt gần 2.000 mặc đồ đã ngất đi. Nhìn đi, các đồng đạo của ta đã quay lại rồi, mà ngươi đã thế suy sức yếu, lần này ngươi có thể lấy gì mà chặn đầy? Càn khôn cuồn cuộn, chung quy cũng là dưới sự thống trị của sức mạnh của mặc. Dương Khai đừng ngu xuẩn nữa. Ngươi chắc chứ? Uy áp của bát phẩm khai thiên là cường giả đến từ động thiên phúc địa mẫu già. Kim linh phúc địa, lục mộng, là tên trộm ở đâu tắc quái đầy. Chỉ vậy thôi sao, bản thân đã va vào trong mê trận của ta, đúng là ngu xuẩn. Ta một mắt đã nhìn ra đây là huyễn trận rồi, mấy trò vặt vãnh mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ hay sao? Tiền bối cẩn thận, cô ta sắp tự vẫn rồi. Tiền bối cẩn thận, ảo muốn tự vẫn, ở trước mặt của bản quần, làm gì có cơ hội cho ngươi tự vẫn. Ngươi chính là Dương Khai hả? Dương Khai bái kiến lục mộc tiền bối. Kim linh phúc địa cách hắc vực quân gần nhất, cho nên chi viện của bọn họ cũng đến nhanh nhất. Tuổi nhỏ tài cao, danh bất hư truyền, không cần phải nói nhiều, đến nay tình hình thế nào, như tiền bối đã thấy. Sau người ta chính là trung tâm hắc ngục, cũng là nơi mặc tộc đó bị nhốt. Những mặc đồ này biết thân phận đã bị bại lộ, cho nên muốn đột phá phong tỏa của vãn bối, lấy cách tự vẫn để cung cấp sức mạnh cho mặc tộc kia hồi phục. Còn có thể như vậy, cho nên ngươi chỉ là đem bọn chúng đánh ngất mà thôi, không dám kích sát. Bọn họ chỉ là bị người ta lợi dụng, không phải là tự nguyện chuyển hóa thành mặc đồ. Nếu có khả năng, vãn bối muốn cứu mạng bọn họ. Ngươi có cách khu tán mặc chi nực để bọn họ hồi phục lại lý trí. Vãn bối không làm được gì hết, nhưng hoặc là có người có thể. Nếu là như vậy, cứ tạm thời giữ mạng cho bọn họ. Nhưng mà nhiều mặc đồ như vậy thật sự là không thể nào dễ dàng canh giữ.
May mà bản quân có mang theo không ít nhân thủ đến đây. Thái thượng, đám nhóc con hành động cho ta. Nhìn thấy đám mặc đồ đang hôn mê kia không? Sau khi cầm cố sức mạnh của bọn chúng thì dẫn hết đi. Không giết sao? Bớt phí lời, bảo các ngươi dẫn đi thì dẫn đi đi. Mau hành động đi, nơi thị phi này không tiện ở lâu. Dương tiểu tử, tiếp theo đây ngươi định làm thế nào? Vãn bối còn cần trấn thủ nơi này, để miễn cho các mặc đồ tìm đến cái chết. Vậy thì vất vả cho ngươi quá, nhất định là phải cẩn thận. Nếu như có gì không đúng, nhất định là phải lập tức rời khỏi nơi này. Vãn bối hiểu, ngoài ra còn cần mời tiền bối phong tỏa cửa vào của hắc vực. Tuyệt đối không thể nào để bất kỳ một mặc đồ nào có cơ hội rời khỏi hắc vực. Việc này thì ngươi yên tâm, khi bản quân tiến vào đã lệnh cho người phong tỏa ở ngoài vực môn. Một con ruồi cũng không bay ra được đâu. Đến nay trên rất nhiều khoáng tinh ở trong hắc vực còn có người đang khai thác tư nguyên. Mời tiền bối xem những người biết việc này triệu tập lại một chỗ, đừng để cho mặc đồ có cơ hội xâm nhập, chuyển hóa càng nhiều mặc đồ hơn. Không vấn đề, vậy ra cho bản quân đi. Tiểu càn khôn của Dương Khai, sư tôn vậy mà lại liên tục đưa đến hơn 2.000 người. Đây đều là cường giả vượt qua cả đế tôn cảnh, ta có thể làm gì được bọn họ chứ? Sư tôn, may mà những mặc đồ này trong tiểu càn khôn của ta cũng coi như là ngoan ngoãn. Sư tôn, những người này là kẻ địch sao? Tính là vậy. Vì vậy, sao ngươi lại bắt mà không giết? Bởi vì bọn họ không phải chủ động đối đầu với ta, mà là bị một loại mê hoặc của sức mạnh thần bí. Có lúc, giết chóc không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Đệ tử biết rồi. Con đến nay tu luyện thế nào rồi? Tiểu Bạch thật thà chất phát, tư chất không đủ, Triệu Nhã tư chất xuất chúng, nhưng sát tính quá lặng. So với hai người bọn họ, khả năng rèn luyện tính cách của đứa trẻ này càng mạnh hơn. Đệ tử gần đây vẫn luôn áp chế cảnh giới theo phân phó của người, tình hình vẫn rất là ổn định. Con tạm thời hãy ở lại nơi này giám sát bọn họ. Có gió lay cỏ động gì thì lập tức thông báo cho chúng ta về việc ở bên này. Ta tiễn con đi gặp đại sư huynh và nhị sư tỷ. Dạ. 3 tháng sau hắc ngục. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, đã có 7-8 nhà động thiên phúc địa phái người đến nơi này. Đến nay trong hắc vực đã hội tụ ít nhất là 10 vị bát phẩm, 100 vị thất phẩm, lục phẩm cũng đã đến ngàn người. Đến Nạc tiền bối cũng vì lo lắng cho an nguy của ta mà kịp thời quay lại. Chư vị, lồng nhốt hắc ngục này rõ ràng là xuất phát từ tay thượng cổ đại năng. Kho mặc tộc bị bắt nhốt ở trong tuyệt đối là trước khi động thiên phúc địa được sinh ra. Đầu trách tiểu tử lúc đầu không biết rõ tình hình mà nhắm vào tư nguyên do hắc vực sản xuất ra, nhất thời đã lấy đi cả 100 khối khoáng tinh từ nơi sâu thẳm ở trong hắc vực, dẫn đến đại trận xuất hiện chút nới lỏng. Vậy nên khiến cho mặc đồ gần nhân cơ hội này. Có đạo lý, nếu không điển tịch của các đại động thiên phúc địa cũng sẽ không đến mức không có ghi chép gì về việc này. Cả chúng ta cũng không biết chuyện này, hơn nữa uy năng của đại trận này vốn đã theo dòng chảy thời gian mà yếu dần đi. Lần này nếu không phải là ngươi kịp thời tìm đến phát hiện ra chân tướng của sự việc, hậu quả mới thật sự là không thể nào dám tưởng tượng. Mặc tộc này trong thời gian ngắn, sợ là không thể nào thoát ra được. Nhưng chỉ nhìn vào thủ đoạn mà thượng cổ đại lang đó đối phó với nó thì có thể suy đoán được sự đáng sợ vào thời kỳ đỉnh phong của nó. Chúng ta phải xử lý việc này thế nào? Không bằng hoàn thiện siêu cấp đại trận đó, tu sửa nơi bị hủy hoại, tiếp tục phong trấn mặc tộc. Vẫn là diệt cỏ tận gốc thì tốt hơn. Mặc cho mặc tộc ở đây, sẽ có ngày lôi hổ làm họa. Nói thì hay lắm, sức mạnh đáng sợ như vậy, không phải chúng ta có thể đối kháng được đâu. Đám não gia hỏa các ngươi từ lúc nào lại nhát như vậy chứ? Ta hiện giờ sẽ đi giết chết mặc tộc đó, ai cản ta thì sẽ liều với kẻ đó. Dương tiểu tử, ngươi có ý kiến gì không? Vãn bối vẫn đang nghĩ một vấn đề, những thượng cổ đại năng kia có thể đem cả một đại vực bố trí thành siêu cấp đại trận dùng để phong trấn mặc tộc. Có thể nói là thủ đoạn thông thiên, nhưng vì sao bọn họ lại chỉ nhốt mặc tộc mà không giết mặc tộc cơ chứ?